Nhìn cái vóc dáng của cái chàng trai này là em nhớ hồi xưa mà em mới vào nghề đó, cũng ốm ốm gầy gầy đó. Thấy nhỏ nhắn vậy đó chứ giọng rất là đầy, rất là dày. Qua cái sự thể hiện của em với cái bài hát Nếu Một Ngày thì gợi lại cho anh nhớ lại cái kỷ niệm lần đầu tiên anh gặp nhạc sĩ Khánh Văn ở cái đầu thập niên 70. Có những cái show ca nhạc mà em được cái ban nhạc Khánh Văn phụ trọng và đệm hát thì em xí cái bài hát này. Tại vì cái bài hát này là đúng là cái gu âm nhạc của em. Có cái những nó treo cao để chứ mình nức nở thể hiện cái cảm xúc mình. Thì anh rất thích cái bài hòa âm này. Bài hòa âm này rất là hay mà làm cho người ca sĩ mình có cái hưng phấn. Em hát rất là chiều sâu, đậm nét, đậm đà tình cảm. Những cái nốt cao mà em bung giọng ra nữa thì nó sẽ tốt hơn. Nó sẽ nghe cái nức, nó cái nghẹn trong cái bài hát hơn. Cái này thì em hát hơi hiền quá. Cảm ơn em đã gợi lại cho tôi một cái kỷ niệm đối với lại nhạc sĩ Khánh Băng. Cảm ơn tiết mục của em.